Xin chào các bạn, tôi là phóng viên Park Hana. Hôm nay tôi đến tỉnh Gyeongan Bắc, quận Yecheon. Các bạn có biết tên của cây cầu này không ạ? Tên là cây cầu bong bong. Dưới đầu gối tôi có âm thanh kêu bong bong nên nó được lấy tên là như vậy. Thật thú vị phải không ạ? Thêm vào đó các bạn nhìn thấy phong cảnh ở đây đi ạ. Thật sự là rất tuyệt đúng không ạ? Đây là quận Yecheon. Hôm nay hãy cùng tôi khám phá sức hấp dẫn ở Yecheon nhé. Hôm nay, hãy cùng tôi nghe những âm thanh bong bong ở Yecheon đầy sức hút nhé. Năm mới hy vọng mới, nơi này là tỉnh Gyeongan, quận Yecheon. Nơi đây các bạn sẽ được học và có những trải nghiệm đặc biệt mà trước đây chưa được trải nghiệm. Ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, rồi được nếm thử các hương vị và lắng nghe những âm thanh vui tươi. Chúng ta sẽ được trải qua những thời gian vui vẻ như thế. Nó có sức hút như thế nào? Nếu muốn tìm hiểu chính xác thì các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Các bạn ơi, mọi người đã biết gì về tỉnh Gyeongan Bắc, quận Yecheon chưa ạ? Nơi đây có món thịt thỏ ngon lắm. Bởi vậy tôi nghe nói là già trẻ gái trai nếu đến Yecheon thì đều có thể ăn. Như vậy đặc sản ở Yecheon là thỏ phải không nhỉ? Chúng ta hãy thử tìm hiểu chi tiết xem nhé. Tác phẩm này các bạn có thể nhìn thấy ở những ga tàu điện Yecheon. Nhìn trông giống như là con gì vậy? Chắc không phải là con thỏ. Nó là gì vậy nhỉ? Ồ, thực sự đây là thỏ này. Có cả rùa và các con vật khác. Thật sự là các bạn chắc cũng đang thắc mắc lắm đúng không? Vậy thì chúng ta cùng nhau thử tìm hiểu xem nhé. Điều mà các bạn đang thắc mắc cũng là điều mà tôi muốn tìm hiểu, thế nên tôi quyết định đi xem trực tiếp ở khu vực quản lý này. Phải thật cẩn thận, nhìn có vẻ rất bận rộn, rốt cuộc mọi người đang làm gì vậy nhỉ? Bây giờ tôi thấy ở bên trong đang được chế biến, chúng ta thử đi vào xem trực tiếp thế nào nhé. Mọi người đi theo tôi nào. Xin chào ạ. Hiện tại em đang muốn tìm hiểu chế biến bằng gan thỏ nên đã đến ạ. Hiện mọi người trong kia đang làm gì vậy ạ? Bạn có muốn biết không ạ? Vâng, vâng thật ạ. Thế thì đi theo tôi nhé. Ồ, chị ơi cái này là gì vậy ạ? Theo em nghĩ là gì? Là bánh ạ? Cái này là bánh gan thỏ. Sao lại là bánh gan thỏ ạ? Gan thỏ làm thành bánh được ạ? Bạn có muốn thử không? Em sẽ ăn thử một cái ạ, để cảm nhận xem mùi vị thế nào. Không biết là ai đã nói với em rằng nó không ngon vậy mà. Ôi, vị ngon tuyệt. Bánh được làm từ gan thỏ nên thực sự em thấy rất kinh ngạc. Tuy là bánh gan thỏ nhưng thực ra làm từ cả vỏ của cây khúng khén. Tôi đã sử dụng nó để làm nguyên liệu bột. Nên người ta gọi là bánh gan thỏ. Chúng ta không ăn riêng gan thỏ mà ăn cùng với bột bánh làm từ cây khúng khén. Cho vào trong nhân như vậy rồi ăn. Nhưng em không biết là ai là người sáng tạo ra phương pháp này vậy ạ? Là giám đốc cùng công ty chị đã sáng tạo ra. Vì ở đây được gọi là Long Cung mà. Làm sao để khi vừa thức dậy có thể ăn được? Nếu vậy thì có thể cho vào trong bánh rồi ăn được không nhỉ? Cứ suy nghĩ như thế. Sau đó, nêu ý tưởng lên cho quản lý. Rồi anh ý đã đi đến xưởng thăm và nhận định rằng đó là ý tưởng rất tốt, sau đó đã đồng ý cho vận hành. Thật sự là ý tưởng tuyệt vời.